Shop Việt Trèo Leo xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh video Shop Việt Trèo Leo. Ở góc phải màn hình, quý vị và các bạn có một nút đăng ký màu đỏ. Xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã ủng hộ shop cũng như đồng hành bằng cách đăng ký kênh, và quý vị và các bạn sẽ nhận được những video, những clip test giới thiệu sản phẩm mới về tại Shop Việt Trèo Leo. Và ở video ngày hôm nay thì Shop Việt Trèo Audio hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn một sản phẩm ngay trước mắt quý vị và các bạn phía dưới tấm biển là chiếc âm ly đến từ thương hiệu đình đám của Nhật Bản, chiếc âm ly Acouphase model E305. Đây là một trong những model thành công và là một trong những viên gạch xây vững chắc cái ngai vàng trên thị trường audio của thương hiệu Acouphase. Vậy chiếc âm ly này có những gì thì ở video này shop xin giới thiệu tới quý vị và các bạn. Một chiếc âm ly được ra đời vào những năm 1987 với giá xuất xưởng rơi khoảng là 270.000 yên. Đây là một chiếc âm ly có cái thiết kế mới đột phá so với những model cũ như 303 hoặc 303X, 305V được phát triển từ cái model này, và nó đã thành công rực rỡ. E305 thì nó là một cái model khởi đầu cho cái xu hướng phát triển cũng như là cái thiết kế ngôn ngữ được định hướng cho tới tận bây giờ của Acouphase, với hai vu đồng hồ lớn ở chính giữa và mặt máy được làm bằng nhôm phay xước, mặt vàng chanh rất là đẹp, cùng hai tinh chỉnh input selector ở bên trái và volume ở bên phải, thiết kế rất là cân xứng. Ở phía dưới thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có một cái công tắc nguồn và một cái cửa sổ, thì chúng ta có những núm công năng điều chỉnh bát chép ba lăng và điều chỉnh hiệu năng ở phía sau tấm biển. Bản lề này thì một lát nữa shop sẽ mở ra cụ thể để giới thiệu tới quý vị và các bạn, và xin mời quý vị và các bạn lướt qua thông số của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này được sản xuất với kích thước chiều rộng là 47,5cm, chiều cao là 17cm và chiều sâu là 37,5cm, với trọng lượng cân nặng là 20,5kg. Và chiếc âm ly này có thể sử dụng đa cầu điện 100, 120, 220, 240V. Và vì nó là hàng nội địa Nhật, vì vậy ở đây đang sử dụng nguồn điện là 100V. Tiếp theo xin giới thiệu tới quý vị và các bạn công suất ra loa. Thì khi sử dụng ở đôi loa 8 ohm, nó cho công suất ra loa là 130W trên một loa 8 ohm và lên tới 180W trên đôi loa 4 ohm. Nó có thể thể hiện rất tốt, đánh được nhiều dòng loa khó tính. Đặc biệt nó khi kết hợp với những đôi loa tannoy thì tạo nên một cái bộ combo đã được khẳng định về chất lượng âm thanh cũng như hình thức. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng shop quan sát lại gần hơn, chi tiết hơn nữa hình thức bên ngoài cũng như phía sau của em nó. Đây, mời quý vị và các bạn cùng quan sát này. Ở phía trên của chiếc ly này rất đẹp. Đây, chúng ta có cái rất nhiều cái chế độ nguồn và input selector. Đấy, chúng ta có hai đường ba lăng, CD ba lăng và live ba lăng. Đó, chúng ta có thể kết nối được rất nhiều đường ở đây. Chúng ta có những cái núm công năng hiệu năng ngoài cái volume ở đây. Chúng ta có thể mở cái bản lề cửa ở đây. Đó là ngập tràn những cái tính năng cho quý vị và bạn lựa chọn, như là chế độ giao loa AB hoặc là A cộng B này, rồi là chế độ jack selector này, chế độ tape copy này, rồi là cũng chế độ nghe mono sicte, rồi chế độ nghe MMMC của phono, chế độ susonic, chế độ nghe loudness compe, hoặc chế độ bật tắt tone. Rồi chúng ta có điều chỉnh bát chép ở đây và ba lăng ở đây. Đó, chiếc âm ly này shop sẽ có một video trực tiếp test giới thiệu tới quý vị và bạn. Thì chiếc âm ly này hoạt động hoàn hảo, quý vị và các bạn có thể yên tâm chỉ việc sử dụng. Đây là nắp phía trên của sản phẩm,
lắp trên nguyên bản chưa hề cháy xước. Đấy. Và thiết kế không bao giờ lỗi thời với hai hồi gỗ phủ piano rất là đẹp. Đây. Với một mức giá rất hợp lý thì mời quý vị và các bạn quan sát đến cuối video, shop sẽ báo giá chiêm ly này để quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng cũng như là có những cái đánh giá định giá tốt nhất cho sản phẩm này. Đây, tất cả các giắc cắm còn mới, rất là đẹp, mới sáng choang và mới rất là đều. Đây, chúng ta có hai đường ba lăng này, hai đường kết nối ba chân cho anh em sử dụng những thiết bị ngoại vi cao cấp, đầu CD hoặc đầu giải mã có chế độ ba lăng thì dùng cái này rất là thuận tiện. Rồi chúng ta có nhiều cái đường kết nối cho các thiết bị bên ngoài, nguồn điện tổng lên tới 200W. Và chiêm ly này ở điện áp 100V thì nó công suất tiêu thụ là 310W quý vị các bạn nhé. Đó, chúng ta có đánh hai cặp loa này. Chúng ta có hai phương án để kết nối thì chúng ta có thể tháo cái này ra cho dây vào đây xong siết, chúng ta vặn hoặc chúng ta vặn hết thế này, chúng ta kết nối bắp chuối chúng ta cắm thẳng vào đây. Đây, chúng ta phải siết chặt xong đây chúng ta cắm thẳng vào đây. Đó là những cái đường kết nối và chúng ta có dây nguồn liền theo máy của các bạn đó. Dây nguồn zin này. Đó, dây nguồn zin theo máy rất là to, rất là chắc chắn. Đó là sơ lược với chiêm ly Acufei E305. Thì ở những video tiếp theo shop sẽ trực tiếp mở ruột gan cũng như test cái âm ly này gửi tới quý vị và bạn để có những cái đánh giá chân thực nhất cũng như là các cái hiệu năng công năng của chiêm ly. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và các bạn liên hệ với một trong hai số điện thoại ở trên tâm biển hoặc có thể trực tiếp qua shop để trải nghiệm cũng như giao lưu các sản phẩm cũng như thẩm âm tại shop để có mức giá tốt nhất cho quý vị và các bạn. Và shop xin báo giá luôn chiêm ly Acufei E305 rất đẹp này, có mức giá 42 triệu đồng tại Việt Trường Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên like, share video này. Xin chào.